đi với chung cư Sun Grand City Quảng An Tây Hồ, vị trí nằm trên số 58 thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Dự án hiện tại đã hoàn thiện được phần bên ngoài và đã xây lên cái tầng cao nhất của toàn dự án là 36 tầng. Tại đó là buổi chiều rất là thời tiết rất là mát mẻ, rất là đẹp. Ở bên cạnh đây là có công viên nước Hồ Tây này. Bên này là Hồ Tây rộng 500 hecta. Đây là cái hồ mà điều hòa cho toàn bộ dự án, tầm view không gian 360 độ. Hôm nay có trăng rất là đẹp, tuy nhiên là trời với sẩm tối. Ở đây có 9 tòa căn hộ cao cấp. Và bên cạnh là chuẩn bị xây rạp hát với khoảng 3.000 chỗ ngồi. Thế này là nhà hàng nổi của Hồ Tây. Đây là phố Trích Xài. Đường này rất là đẹp, rất là đông người qua lại, đông phương tiện và cư dân tập thể dục ở đây. Đây là gồm có sản phẩm chung cư khách sạn cao với 3,1 ha, xây dựng là 35%, cùng với 9 tòa và 1.800 căn hộ. Diện tích thì từ 50 đến 200 mét vuông, từ 1 đến 4 phòng ngủ. Tổng số người ở là khoảng 6.000 người. Ở xa xa kia là tòa Lotte Center Liễu Giai, số 58 Liễu Giai. Cái tiện ích không gian có thể nói là vị trí rất là đẳng cấp. Đây là một cái diện tích đất còn sót lại và rất là may mắn mà chủ đầu tư đã giành lại được cái mảnh đất cuối cùng này. Tuy nhiên hiện tại thì dự án vẫn chưa được mở bán, có thể do nhiều vấn đề. Hiện tại chủ đầu tư đã cấm truyền thông, cấm đăng bài, cấm public giá. Cho nên là cái dự án này nó cũng khá là im tiếng và kín tiếng. Mọi thông tin về giá và chính sách bán hàng và lịch mở bán của chủ đầu tư là chưa được công khai. Đây đối diện mình đứng trên phố Trích Xài, bên này là công viên nước Hồ Tây này. Một công viên lâu đời rất là nổi tiếng. Rất là nhiều phương tiện qua lại, bây giờ nó tầm tối rồi. Toàn cảnh Hồ Tây rộng 500 hecta.
Đây là về lịch sử thì nó là nhánh của con sông Hồng. Con sông Hồng nó nằm về phía Bắc và sau này đã bị cắt ra và đã tạo thành con Hồ Tây như thế này. Và Hồ Tây thì có phủ Tây Hồ. Và có cái đền Phủ Tây Hồ thì rất là nhiều người dân cư, dân ở Tây Hồ, dân ở khắp các quận đến để thắp hương cầu nguyện về may mắn, về đường công danh, gia đình, sức khỏe. Cạnh của dự án ở kia là có khá nhiều biệt thự, giá ở đây thì rất là cao, khoảng 500 triệu một mét vuông ở trên phố này, trên phố Trích Xài này. Và bên này ở đây view ra đây là rất là đầm sen, sen Tây Hồ và ở đây là xem Tây Hồ. Và thung lũng hoa Hồ Tây. Cảnh rất là đẹp. Thì chúng ta hướng này là xem Tây Hồ và thung lũng hoa Hồ Tây. Đây ngày cuối tuần thì rất là đông, rất là mọi lứa tuổi ra đây là hóng mát và ngắm cảnh. Đây mình vẫn đi và view cái dự án Sun Grand Ski Tây Hồ. Đây là vào buổi tối là đang có trăng. Và dự án này mình dự kiến là có thể là sẽ bàn giao vào quý 2 2023, bởi vì nó có 9 tòa cho nên về hoàn thiện nó cũng khá là lâu, đặc biệt là cảnh quan tiện ích ở trong nội khu mình phải làm rất là mất nhiều thời gian. Còn mở bán thì có thể là sau khi sẽ lúc bàn giao nhà hoặc là bàn giao sổ thì sẽ mở bán và giá sẽ rất là cao. Mình dự đoán khoảng hơn 100 triệu cho một mét vuông dưới đấy và căn hộ này.
Ở đây là khu vực Tây Hồ Hà Nội, thể rất nhiều các bạn ở phía Nam nó không được ra thăm Hà Nội. Thì mình cũng view qua cái cảnh quan của Hồ Tây này để cho các bạn đã chưa một lần nào ra Hà Nội thăm tham quan và được biết về cảnh Hồ Tây. Tuy nhiên trên mạng cũng khá là nhiều thông tin, mình đây review một cách khái quát.